tốc độ Internet cố định, giá không đổi. Chương trình nằm trong định hướng tăng cường trải nghiệm dịch vụ giải trí trực tuyến chất lượng cao, bao gồm truyền hình 4K, Ultra HD cho khách hàng, dựa trên hạ tầng Internet của VNPT. Như vậy, khách hàng của VNPT có thể trải nghiệm Internet với tốc độ tối thiểu 30 Mbps. Tốc độ này cho phép khách hàng có thể thực hiện nhiều hoạt động cùng lúc như xem phim trên các ứng dụng, thực hiện livestream, video call, game. Bên cạnh đó, người dùng có thể trải nghiệm gói cước với tốc độ tối đa lên tới 300 Mbps. Tốc độ này đáp ứng nhu cầu cho đại gia đình, các hoạt động kinh doanh online, công ty quy mô lớn, đặc biệt hiệu quả khi cần đến video conference hoặc trong sự kiện có đông người tham dự. Mục tiêu của việc nâng cấp tốc độ Internet cáp quang nằm trong lộ trình nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng của VNPT đối với các dịch vụ giải trí trực tuyến chất lượng cao, đặc biệt là truyền hình 4K đang ngày càng được ưa chuộng. Theo đó, Người dùng sẽ có thể thưởng thức các chương trình với màn hình độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét, các chuyển động nhanh mượt, đặc biệt sống động khi xem nội dung thể thao, giải trí. Chính vì vậy, việc tăng tốc độ internet là yếu tố nền tảng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của VNPT. Để đảm bảo việc nâng cấp tốc độ băng thông này, trong thời gian vừa qua VNPT đã đầu tư hơn 44 triệu đô la Mỹ cùng các nhà cung cấp dịch vụ internet hàng đầu Việt Nam đầu tư xây dựng kết nối với tuyến cáp quốc tế mới APG Asia Pacific Gateway tuyến cáp biển mới nhất kết nối tới Việt Nam, với tổng dung lượng truyền tải 548TEZABIT mỗi giây. Đây cũng là cổng Internet lớn nhất Việt Nam từng có, đứng đầu châu Á hiện nay, qua đó hạn chế gián đoạn dịch vụ khi tuyến cáp quang AAG, Asia, America Gateway, gặp sự cố, đồng thời tăng tốc độ kết nối Internet quốc tế cho người dùng trong nước. VNPT cũng liên tục nâng cấp và bổ sung các đường truyền mới, gia tăng tuyến cáp quang dự phòng các trường hợp khẩn cấp, khắc phục nhanh nhất các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Do vậy, VNPT hạn chế tối đa ảnh hưởng của các sự cố bất khả kháng như đứt cáp quang biển, giúp khách hàng kết nối liên tục, làm việc và giải trí thuận tiện, dễ dàng. Để biết thêm thông tin về chương trình nâng băng thông và các gói cước HOME của VNPT, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 126 hoặc truy cập website http trên trên viber vnptvn